nhạc trên thông vang dậy dân chơi dâng máu thắm vô đẹp cuộc đời còn lưu danh thiên thu đời những anh hùng Việt Nam trưởng thành theo bước Chúa Kitô gương đạo thêm dấu chỉ nhục kinh thêm kim cương tình đất nước tình lên pháp trường hân hoan khi lao tù mừng rỡ đông gương vùng quyền theo Chúa lên cùng dù thịt tan xương nan bao nhiêu gian nan khốn khó dệt thành chiến thắng quang vinh chiến thiên thanh từ đạo đất lên soi thiên đình nhạc chiến thắng vang dậy dân chơi rằng máu thắm vô đẹp cuộc đời còn lưu danh thiên thu
như nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ơn sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đặc biệt giáo khu 5 hôm nay mừng các thánh tử đạo Việt Nam rất là quý mến. Cộng đoàn chúng ta hôm nay sum họp về nơi đây để cùng với giáo khu 5 cầu nguyện cho giáo khu luôn luôn sống noi gương các thánh tử đạo Việt Nam ra đi làm chứng cho tin mừng. Không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người đã hy sinh mạng sống vì bạn hữu mình. Chính các thánh tử đạo Việt Nam đã hy sinh mạng sống để làm chứng nhân cho con cháu. Giáo hội cũng mời gọi mọi người chúng ta, đặc biệt giáo khu 5, chúng ta cũng hy sinh cho nhau, đem niềm an vui đến cho nhau, đặc biệt làm chứng cho những người chung quanh giáo khu chúng ta chưa nhận biết Chúa. Cùng hiệp dâng thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn bà cụ Anna mới qua đời, linh hồn cha Phêrô Nguyễn Quy Khôi giáo phận Đà Nẵng mới qua đời, linh hồn Anna nhân dầu 1 năm, ba linh hồn Maria, linh hồn Damin, Phêrô, Andre, các linh hồn thiên nhân nội ngoại, xin tạ ơn ba đứng cầu bình an cho gia đình, xin ơn chữa lành và xin cầu như ý. Với những ý nguyện đó và những ý nguyện tâm tư của mọi người, giờ đây chúng ta cùng thành tâm thống hối, xin Chúa thứ tha tội lỗi để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thần. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàn. Tôi xin được bà Maria con đời đồng thi các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Kitô thương xót chúng con. Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên cõng tầng trời. Chúa giữa tôi
người trần gian xin thương xót chúng con. Chúa ngự bên hữu đứng Chúa Cha xin thương xót chúng con. Có Chúa là đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Hội Thánh Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng biết hiến dâng mạng sống để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng con. Xin nhận lời các ngài chuyển cầu cho chúng con biết noi gương các ngài để lại, luôn can đảm làm chứng cho Chúa và trung kiên mãi đến cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến tri cùng Chúa trong sự hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách Ma-ca-bê quyển thứ 2. Hồi ấy có 7 anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua Antiocho cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn luật Mô-xê cấm. Bà mẹ là người rất mực, xứng đáng cho ta khâm phục và kính cẩn ghi nhớ. Bà thấy 7 người con trai phải chết nội trong có một ngày, thế mà vẫn can đảm chịu đựng. Nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa, bà dùng tiếng mẹ đẻ mà khuyến khích từng người một. Lòng bà đầy tâm tình cao thượng, lời lẽ của bà tuy là một người phụ nữ nhưng lại sôi sục một chí khí nam nhi. Bà nói với các con: mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào. Không phải mẹ ban cho các con thần khí và sự sống, cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. Chính đứng tạo hóa càn khôn đã nắn đúc nên loài người và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính người do lòng thương xót cũng sẽ trả lại cho các con thần khí và sự sống. Bởi vì bây giờ các con trọng luật lệ của người hơn bản thân mình. Bà nói với người con út: con ơi, con hãy thương mẹ. 9 tháng cưu mang, 3 năm bú mớm, mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ con đến ngần này tuổi đầu. Mẹ xin con hãy nhìn xem trời đất và muôn loài trong đó mà nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô, và loài người cũng được tạo thành như vậy. Con đừng sợ tên đao phủ này, nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con mà chấp nhận cái chết, để đến ngày Chúa thương xót, người sẽ trả con và các anh con cho mẹ. Đó là lời Chúa.
Bài chích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, có Thiên Chúa binh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Đến như chính con một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban người con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa đứng làm cho nên công chính, ai sẽ kết án họ? Chẳng lẽ Đức Giêsu Kitô đấng đã chết, hơn nữa đã sống lại và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta? Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời chép: chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin chắc rằng cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa. Anh chị em, ta ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với mọi người rằng: ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần. Đó là lời Chúa. Cộng đoàn thân mến, giáo khu 5 thân mến, chúng ta vui mừng chia sẻ niềm vui trong ngày lễ bổn mạng với giáo khu 5 bằng một tràng pháo tay. Thế nhưng mà ngày lễ bổn mạng hôm nay, thưa các vị, cũng là ngày giỗ tổ của những người Việt Nam tin vào Chúa, theo Chúa. Bởi vì là ngày chết của cha ông mình mà.
chúng ta hay mừng lễ giỗ vào những ngày chết của người thân mình. Thế hôm nay là ngày lễ của các ngài đã chết. Các ngài là không phải là ruột thịt đẻ ra chúng ta, thì cũng là nối tiếp từ xưa đến nay cha ông chúng ta trong đức tin, dòng dõi thiêng liêng, nếu không phải là trực tiếp sinh ra chúng ta nhưng mà cũng sinh ra tổ tiên ông bà chúng ta rồi bây giờ mới đến chúng ta. Đấy. Thế thì hôm nay tôi xin đặt hai câu hỏi rồi chúng ta cố gắng trả lời với nhau. Lý do nào mà cha ông chúng ta phải chết vậy? Và các ngài chết như vậy để lại cái tấm gương gì cho chúng ta đây? Thưa thứ nhất, các ngài chết không phải là các ngài là những kẻ xấu xa làm điều ác, đầu trộm đuôi cướp, rồi bị bắt, bị đưa ra tòa, rồi bị kết án, bị coi như là phản động hay là bán dân hại nước. Chúng ta thấy này, lời của Thánh Phaolô khoan: chúng tôi không phạm tội ác, khẳng định như vậy, không chống lệnh vua, không lỗi luật nước. Chúng tôi chết chỉ vì là Kitô hữu, có nghĩa là chúng tôi là kẻ có Chúa, tin theo Chúa, theo đạo. Đấy, có vậy thôi. Cho nên cái lý do chính yếu là vì đã tin Đức Giêsu và tuyên xưng niềm tin bất khuất, tin và tuyên xưng chứ không hề chối. Dù đổ máu phanh thây bỏ mạng, dù phải bỏ lại vợ con, ông bà, cha mẹ, họ hàng, anh em, ruộng vườn. Chúng ta nghe lời Thánh Phêrô quý nói này: dù trăng trối, gông cùm tù rạc, chén ngục hình xiềng tỏa chi nề, miễn vui lòng cam chịu một bề, cho trọn đạo trung thần hiếu tử. Trung đây là trung thành với Chúa và cố gắng để sống làm con ngoan của Chúa, người con có hiếu với Chúa. Đấy, lý do thứ nhất là vì niềm tin nơi Chúa, niềm tin mà các ngài muốn sống. Rồi vì Chúa mà chết khi bị bách hại, chấp nhận chết chứ không bỏ Chúa bỏ đạo, quý sự sống vô cùng. Đó. Chứ không ngu xuẩn quẫn trí liều mình chết hay là đi tự vẫn. Có nhiều khi đây là bảo là sao không chối tuột đi một câu cho rồi để mà sống, rồi về nuôi vợ nuôi con sướng chứ. Thế nhưng mà chúng ta nghe chứng từ của các ngài này, hôm nay là mình phải nghe chính lời các ngài nói rồi nó mới thấm. Chứ còn mình cứ nêu nêu ra trống trống như vậy, nhưng mà phải nghe chính lời cha ông của mình nói này. Thánh Phêrô chuột nói như thế này này: xem ngài có tỉnh táo khôn ngoan không, hay là bảo là ông quẫn trí rồi ông đi liều mạng ông chết thôi. Ai khôn mới biết biến mình cho chân lý để chiếm hữu phần gia nghiệp muôn đời. Khôn là ông bảo là ai khôn thì mới thế nọ thế kia, là ông xài đến đầu óc của ông có suy nghĩ cẩn thận để chọn lấy cái phần thưởng đời đời, phần thưởng bền vững, chứ không phải chọn cái sự tha thứ của vua quan ở trần gian này, sống thêm thời gian nữa. Thánh Phaolô khoan nói như vậy này: vinh danh chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa là Chúa cả trời đất, chúng con xin dâng mạng sống cho ngài. Vì Chúa mà con không nề chi cái mạng của con hết, con dâng cho Chúa để làm vinh danh Chúa thôi. Bởi vì Chúa dựng nên con thì bây giờ con dâng lại cho Chúa, ngon lành như vậy. Vì Chúa chứ đâu có phải vì ai nịnh bợ tôi để mà tôi. Đó. Thánh Arethông thì nói rằng:
Tha tôi, tha là chấp nhận chứ không phải là lao đầu vào rồi chọn chết đâu. Tha tôi bị lưu đày và phải chết vì Chúa. Tôi ép, tôi phải chết vì Chúa, chứ tôi không chối đạo. Có cân nhắc đàng hoàng trong đầu óc, tỉnh táo khôn ngoan chứ. Thánh Têu-phan ở Vena-ven: tôi đã suốt đời thuyết giảng về đạo thập giá, nay tôi lại đạp lên thập giá thế nào được? Cả đời tôi mở miệng nói về thập giá Chúa, mà bây giờ bảo tôi là đạp lên thập giá, mà tôi mở miệng tôi rao giảng cả đời làm sao được? Tôi thiết nghĩ sự sống đời này đâu quý hóa đến độ tôi phải bỏ đạo mà mua. Như vậy là so sánh cái sự sống ở đời này với sự sống ở đời sau này thì cái nào bền vững hơn? Bây giờ mẹ của cha Võ ở trong giáo phận chúng ta đó, bà cụ, bà cố chết 101 tuổi, sắp làm lễ an táng rồi. Giỏi lắm thì đời người 100 tuổi. Vậy so với cái đời đời thì chọn cái nào? Cho nên các ngài so sánh ha, các ngài khôn ha, chứ không phải là ngồi tính toán đàng hoàng, hơn thiệt mà chọn. Rồi so sánh là bỏ đạo mà mua cả, mua lấy cái sự sống ở đời này á, không, mua Chúa cơ, mua nước trời, mua lấy sự sống đời đời. Như vậy các ngài đâu có phải là quẫn trí đâu, liều mạng lao đầu vào chỗ chết đâu, tỉnh táo khôn ngoan, nói có cân nhắc chọn lựa. Thêm một lời đức cha nữa này, gọi là đức cha Y. Ông quan ông dụ như vậy này, ông bảo là ông có thể tự vẫn này, như là những người dũng cảm thường làm. Có những nhiều người quẫn quá rồi không biết, chọn cái chết tự vẫn. Ông quan này ông bảo thôi, ông dụ như vậy. Thế mà ông đức cha Y ông trả lời như thế này: chúng tôi đâu có được tự vẫn, bởi vì đó là trọng tội. Giờ xui tôi tự vẫn tôi chết rồi, đâu có, trọng tội đấy. Nhưng nếu vì đạo mà quan truyền giết tôi thì tôi vui mừng khôn xiết kể. Chọn lựa tỉnh táo, trả lời quan như vậy. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ là cha ông chúng ta khổng khổng, ngu xuẩn, quẫn trí, chết rồi đi tự vẫn. Nhưng mà thực tế nó vẫn có một cái sự hiểu lầm đau đớn về đạo Gia Tô, lầm về giáo lý của đạo, cho rằng là theo đạo là theo giặc. Ngày xưa vua chúa quan quyền hiểu như vậy, bất hiếu với vua và tổ tiên. Theo đạo là bất hiếu với vua, với tổ tiên mình. Chúng ta nhớ là truyền đạo vào Việt Nam và đạo trải qua 6 triều vua ngày xưa, trước khi tới cái thời đại của chúng ta này: vua Trịnh, vua Nguyễn, Tây Sơn, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức. Vua nào thì cũng bảo là nhân danh cái lòng yêu nước, rồi bảo là theo Tây là theo giặc, phản bội nhà vua. Nhưng mà thực ra thì đâu có như vậy. Cho đến thời gần, đến thời Cần Vương đó, mà vẫn còn hiểu lầm về lòng yêu nước, cho người tín hữu theo đạo là theo thừa sai ngoại quốc, xúi làm loạn, phản quốc. Đấy, bị kết án là vì đã hiểu lầm chúng ta, hiểu lầm cha ông chúng ta. Thực ra tín hữu chết vì đức tin ở nơi Chúa, chứ đâu có theo giặc làm loạn đâu. Không thấy trong sử sách bảo là thánh tử đạo nào là chiêu binh nổi lên chống lại nhà vua cả. Không bỏ vua, bỏ tổ tiên, luôn sống tốt, đời sống gia đình, công dân. Các thừa sai đó ở ngoại quốc sang Việt Nam này này, thì các ông chỉ làm có mỗi việc rao giảng và làm chứng về Đức Kitô thôi. Theo đúng lời chỉ dạy của Chúa, anh em hãy đi làm cho muôn dân thành môn đệ, làm phép rửa cho họ, vân vân vân. Anh em là chứng nhân của Thầy tại Jerusalem, khắp miền Judea, Samari và cho đến tận cùng trái đất. Cho nên các ngài ra đi loan báo về Chúa.
Các thừa sai nói rằng là chúng tôi chỉ làm có mỗi cái việc đó thôi, chứ đâu có xúi dân làm bậy chắc gì đâu. Đấy. Cho nên chúng ta phải hiểu cho kỹ cái điều này. Bây giờ cha ông chúng ta chết vì muốn sống đời chứng nhân. Chúng ta để ý cái chữ tử đạo đó, mà nguyên tiếng Hy Lạp nó là chữ martyr. Ban đầu thì người ta hiểu cái chữ đó là làm chứng, tử đạo là làm chứng, nhưng mà làm chứng bằng lời nói, bằng việc rao giảng, bằng hành vi của mình. Nhưng mà dần dần cái chữ tử đạo đó, cái chữ làm chứng đó được hiểu theo nghĩa hẹp lại là bao gồm mọi cái ý thức không còn là bên ngoài nữa, hay là những cái hành vi bên ngoài nữa, nhưng mà quy vào chính cái chết để làm chứng. Cho nên dần dần người ta thu vào cái nghĩa hẹp đó, và người ta mới dùng cái chữ đó để chỉ các thánh tử đạo, chứ còn nguyên ban đầu của nó chỉ có nghĩa là làm chứng thôi. Thế thì các ngài cha ông chúng ta đã để lại cho chúng ta cái gương làm chứng. Làm chứng cái gì? Hằng ngày các ngài tin Chúa, cho nên luyện sống hằng ngày như Đức Kitô, bắt chước làm sao để nên giống người. Thế thì Chúa Giêsu bảo rằng là anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em là đấng hoàn thiện. Thế thì bây giờ là các ngài tin vào Chúa, cố gắng sống tốt ở đời này. Thế cho nên bây giờ là chúng ta đi đạo, hằng ngày chúng ta nỗ lực để sống tốt theo lời Chúa dạy, nên thánh thiện, nên hoàn thiện như cha ở trên trời. Tưởng dễ mà không dễ. Đấy, cái chuyện này tưởng dễ mà không dễ. Đấy. Cái thứ hai là các ngài làm chứng cho một nếp sống công bằng, bác ái trong giao tiếp, buôn bán làm ăn, không đong đếm gian lận, đong đếm gian đong thiếu, không có gian lận. Làm chứng một cái nếp sống công bằng bác ái, làm chứng về một cái hôn nhân trung tín, làm chứng về một gia đình lành thánh. Mà hôn nhân trung tín là hôn nhân người có đạo không được bỏ vợ bỏ chồng, đúng như Chúa dạy. Sự gì Chúa đã kết hợp loài người không được phân ly. Và làm chứng về cái hôn nhân công giáo một vợ một chồng, tức là chỉ có một tình yêu duy nhất chân chính thôi, chứ không chia năm xẻ bảy tình yêu, tức là không ngoại tình, không lang chạ, đèo bồng, chim chuột gì cả. Bởi vì nếu mà người vợ đi ngoại tình thì biến gia đình của mình thành đa phu, người chồng đi ngoại tình thì biến gia đình của mình thành đa thê. Mà Chúa dạy một vợ một chồng chứ đâu có đa phu đa thê đâu, đâu có giống Hồi giáo đâu, đâu có giống mấy người Tàu đâu, ngày xưa đâu, năm thê bảy thiếp đâu. Đấy, làm chứng về một nếp sống lành mạnh như vậy, nếp sống công giáo mang tính bí tích, mang tính siêu nhiên, chứ không phải mang theo ý loài người. Rồi giáo dục con cái tốt, hiếu thảo, hiếu học. Trong những cái thời kỳ mà bị bách hại đó, con cái không được đi học, các ngài tự dạy qua việc đọc kinh, qua việc sáng tác ra những cái bài vè, bài thơ, bài dâng hoa, rồi tuồng thương khó. Đó, duy trì chữ nôm. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên bây giờ còn bao nhiêu là áng chữ nôm, cả người ta đếm khoảng chỉ cỡ 200 tác phẩm chữ nôm còn lưu truyền lại, do người công giáo của mình ngày xưa đó sợ bách hại mà trốn lên rừng, trốn chỗ này chỗ khác, nhưng mà tối đến vẫn dạy dỗ con cháu, rồi nó mới ra những cái bài vè, bài kinh, bài tuần thương khó, bài những cái ca dâng hoa đó, những cái bài vãn dâng hoa kính Đức Mẹ. Rồi sống không mê tín, đoàn kết yêu thương,
rồi hoàn thành mọi công việc trong xã hội. Cha ông mình vẫn đi lính, vẫn làm quan, có nghĩa vụ đối với quê hương, đóng thuế, chan hòa tình làng nghĩa xóm, giúp đỡ nhau, gieo bình an, hòa khí, tình đoàn kết, gắn bó. Bây giờ chúng ta lại trưng dẫn một cái lời của Thánh Carolo Tân. Chúng ta thấy đời sống các ngài như thế nào. Nãy giờ tôi nói như vậy, nhưng mà bảo hay là cha nặng ra. Không, các ngài quả quyết đây này: chúng tôi chỉ chuyên lo giảng đạo, khuyên người ta ăn ngay ở lành, dạy con cái thờ cha kính mẹ, kêu gọi thần dân vâng phục vua quan. Tôi đâu có thể đi ngược lại giáo huấn của mình mà chống lại nhà vua được. Giáo huấn của chúng tôi là như vậy cơ mà. Dạy dỗ thần dân như vậy, rồi dạy dỗ con cái như vậy, rồi dạy người ta như vậy mà. Thì đâu có thể nào đi ngược đó mà bảo là chúng tôi chống lại nhà vua, bởi vì dạy thần dân vâng phục vua quan cơ mà. Rồi sẵn sàng làm chứng cái niềm tin chân chính của mình bằng cả mạng mình, không hèn nhát chối bỏ sự thật chân lý cuộc sống. Đến khi mà vua quan mà tra đó, thì các ngài thưa như thế này này: chúng ta biết là Thánh Mỹ thưa với quan là: tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, và tôi tin nhận đạo Thiên Chúa là đạo thật, nên tôi không chối bỏ bao giờ. Bây giờ bắt tôi chối tôi không chối, bởi vì tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi chọn lựa cơ mà. Rồi Thánh Kim Thông đáp lại quan là: Thánh giá tôi kính thờ, tôi dẫm lên làm sao được. Giờ cứ bảo tôi dẫm lên, tôi bỏ đạo, tôi chối đạo. Bảo đây thánh giá là tôi kính, tôi thờ đó. Khẳng định rõ ràng, đâu có hèn nhát chối đạo. Thế rồi cái tài sản thật, gia tài quý giá mà các ngài để lại cho con cháu, đó là Chúa và đức tin nơi Chúa, chứ không phải là để lại nhà cửa, để lại vàng bạc tài sản, chức tước địa vị nào cho con cái hết. Chúng ta nghe lời Thánh Emmanuel Phụng này: sắp chết rồi nhưng mà dặn dò để lại cái di chúc cho con, nói có vậy thôi: con ơi, con hãy nhận lấy kỷ vật cha trao lại cho con, đây là ảnh Đức Kitô. Để lại cho con cái ảnh của Đức Kitô, Chúa chúng ta. Ảnh này quý hơn vàng bạc bội phần con ạ. Đấy, di sản của cải để lại cho con có vậy. Cho nên ngày hôm nay thực sự chúng ta cần nghe lại lời từ miệng lưỡi của cha ông mình, được ghi lại trong sổ sách. 117 vị mà được Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị phong thánh á, là tại vì có ghi chép sổ sách. Chứ người ta ước lượng cả hàng trăm ngàn, 130 ngàn có tài liệu. Có tài liệu nói là 400 ngàn nữa cơ. Cho nên sau Hội Thánh Roma có nhiều vị tử đạo nhất thì đến Hội Thánh Việt Nam. Oai không? Oai chứ, nếu mà mình nghĩ tới đó thì mình cũng hãnh diện vì cha ông mình mà. Chết nhiều như vậy ấy, chứ không phải ít. Ôi, xin phép kết luận: các thánh tử đạo Việt Nam là thế, cha ông chúng ta là thế đó. Cuộc sống hào hùng đã xây dựng nên giáo hội Việt Nam bây giờ đây. Máu tử đạo là hạt giống phát sinh Kitô hữu. Minh chứng lòng trung thành với Thiên Chúa đấng mà họ tin, không hề gieo rắc hận thù, ta thán phiền trách kẻ hại mình, kẻ giết mình, không xài vũ khí, không tổ chức kháng cự một tí nào hết, mà đâu có hèn, đâu có nhát. Có những vị thánh giấu các cha ở trong nhà mình, nhưng mà đến khi mà vào lính khám giết rồi,
sẵn sàng ra thú. Rồi các cha thương quá, các cha bảo thôi, để các cha ra đầu thú luôn. Nếu mà chúng ta đọc lại, thương nhau vậy, giáo dân thương các cha, ra đầu thú để cho quan bắt. Nhưng mà đấng khác thì lại bảo thôi để cho cha ra, cho đầu thú. Đâu có hèn nhát đâu. Đời rực sáng tin yêu, tin Chúa, yêu người. Thế thì chỉ ước mong chúng ta bây giờ đây là con cháu các ngài sống sao xứng đáng với tiền bối, cha ông, các anh hùng Việt Nam. Bởi con nhà Tông không giống lông thì cũng phải giống cánh. Và đây là lời cuối cùng xin chúc mừng ngày lễ bổn mạng của họ Năm. Con nhà Tông không giống lông, cố mà giống cánh. Xin cảm ơn. Cộng đoàn đứng lên, chúng ta cùng dâng lời nguyện chung. Anh chị em thân mến, các thánh tử đạo Việt Nam là những chứng nhân khiên trung về lòng mến Chúa. Các ngài đã chính hiến mạng sống mình để minh chứng cho tình yêu ấy. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin. Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Xin cho các mục tử trong Hội Thánh Việt Nam có được tình yêu son sắc với Đức Kitô, để đời sống thánh thiện, khiêm hạ, nhiệt thành phục vụ của các ngài thu hút được nhiều người tin theo Chúa Kitô. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta toàn thắng nhờ đấng yêu mến chúng ta. Xin cho người Công giáo Việt Nam luôn can đảm sống và tuyên xưng đức tin của mình bằng đời sống thành thật, công bình và bác ái phù hợp với tin mừng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa nói: ai muốn theo tôi phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Xin cho các bạn trẻ biết làm chủ bản thân, sống đời cầu nguyện, xả thân phục vụ mọi người, định hướng đời mình theo ánh sáng tin mừng mà làm chứng cho Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Máu các thánh tử đạo là hạt giống làm nảy sinh các Kitô hữu. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, đặc biệt anh chị em trong giáo khu 5, biết sống và giữ vững niềm tin của mình để di sản đức tin của cha ông được lưu truyền kiên vững nơi các thế hệ mai sau. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa tình yêu Đức Kitô, thục bạch chào chúng con can trường hiến dâng mạng sống để làm chứng cho đức tin. Xin cho chúng con biết noi gương các ngài, can đảm tuyên xưng đức tin bằng đời sống cầu nguyện, tuân giữ luật Chúa và yêu mến tha nhân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Niềm tin kiêu hùng mãnh liệt.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, Chúa đã vui lòng chấp nhận lễ hy sinh của cha ông chúng con, xin cùng thương chấp nhận của lễ tiến dâng đây và làm cho chúng con trở nên của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đào và xin ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã kêu gọi các bậc tiền bối của chúng con bước theo Chúa Kitô trên con đường thập giá để làm chứng cho Cha. Ngay từ lúc tin mừng mới được loan báo trên quê hương đất nước chúng con, nhờ Cha ban ơn trợ giúp những con người vốn mỏng giòn yếu đuối đã trở nên can đảm phi thường. Chính khi các ngài chịu trăm bề đau khổ, Cha biểu lộ cho mọi người thấy sức mạnh của tình thương. Vì thế cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng Cha uy linh cao cả và không ngừng tung hô rằng: Chúa là Chúa trời đất này bình hoàng Chúa. Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Ngài cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúa đã dùng thánh thể và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Trong ngày lễ Thánh Tử Đạo Việt Nam Bổn Mạng Giáo Khu Năm, chúng con xin các Thánh Tử Đạo Việt Nam cầu bầu cùng Chúa cho mọi thành viên trong giáo khu còn sống cũng như đã qua đời, những ân nhân và thân nhân được luôn mọi ơn lành của Chúa. Xin Chúa nhớ đến linh hồn bà cố Anna mới qua đời, linh hồn cha Phêrô mới qua đời, linh hồn Anna nhân dỗ một năm, ba linh hồn Maria, Damin, Phêrô và Andre, cùng các linh hồn tiên nhân nội ngoại, các linh hồn đã qua đời trong nhà chờ phục sinh của giáo xứ chúng con, cùng các linh hồn đã qua đời trong nạn dịch Covid mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho ấy thấy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thương người dây, chúng ta dám nguyện rằng: từ trên trời xuống con nguyện dân cha tạ sắc, nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho mọi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Y Chúa. Chúa hằng sống và hiến tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thank you.
Đây trên Thiên Chúa, đây đừng xa tôi trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Anh Chúa, con chẳng đang xuống ngữ vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lặng chân tuyệt vời.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con vừa lãnh nhận mình và máu Đức Kitô con Chúa để mừng các thánh tự đạo tại Việt Nam. Xin cho chúng con vẫn một lòng tin tưởng giữa bao thử thách của cuộc đời, để mai sau cùng với các ngài chung hưởng phúc vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Một lần nữa con xin thay lời quý cha chúc mừng giáo khu Nam nhân ngày buôn mạng các thánh tự đạo Việt Nam. Và con xin cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho quý cha trong dịp tịnh tâm vừa qua, được mọi sự an lành, được phần hồn cũng như phần xác. Xin tiếp tục cầu nguyện cho quý cha, đặc biệt là quý cha trong giáo xứ, để xứng đáng là mục tử chân dắt đoàn Thiên Chúa, dẫn đoàn Thiên Chúa đến đồng cỏ sân tươi. Con xin chân thành cảm ơn. Chúng con xin mời quý cha an tọa. Xin mời cộng đoàn ngồi. Trọng kính cha chánh xứ, cha Gioan Kim cũng là cha chủ tế thánh lễ chúng con, cha Phaolô Maria, quý cha, kính thưa quý ông bà cố, quý sơ, hội đồng mục vụ, quý chúc ban điều hành các giáo khu, các đoàn thể cùng toàn thể cộng đoàn kính mến. Hôm nay Giáo hội Việt Nam hân hoan mừng kính lễ các thánh tự đạo Việt Nam, đặc biệt là giáo khu Nam chúng con thật vinh hạnh nhận các thánh tự đạo làm bổn mạng. Hiệp cùng niềm vui giáo hội, chúng con xin ngợi khen và cảm tạ Chúa vì biết bao hồng ân Chúa tuôn đổ xuống cho giáo khu Năm chúng con. Nguyện xin Chúa ban tràn đầy phúc lành và sự bình an và tình thương yêu trên giáo khu Năm chúng con nhân mừng kính bổn mạng hôm nay. Ước gì cuộc đời của mỗi gia đình giáo khu Năm cũng biết noi gương các thánh tự đạo, sống hết tình với Chúa và với thân nhân. Xin cho mỗi người Kitô hữu của giáo khu Năm nói riêng, giáo xứ Nhân Hòa nói chung, cũng biết can trường chiến đấu với những thử thách khó khăn từng ngày trong cuộc sống, để chúng con xứng đáng là những người con của các thánh và làm chứng cho đời. Chúng con cũng xin cảm ơn cha chánh xứ đã tạo mọi điều kiện hướng dẫn và giúp đỡ giáo khu Năm chúng con được tổ chức thánh lễ một cách tốt đẹp. Chúng con cảm ơn cha chủ tế Gioan Kim, cha Phaolô Maria, quý cha, quý cố, quý sơ hội đồng mục vụ, quý ân nhân các đoàn thể cùng toàn thể cộng đoàn đến tham dự thánh lễ hôm nay. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các đoàn truyền tin, hội kèn đã dâng những lời ca tiếng hát trong thánh lễ hôm nay thêm long trọng và sốt sáng. Chúng con không biết nói gì hơn, nguyện xin Thiên Chúa là cha toàn năng qua lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria Thánh Cả Giuse, các thánh tử Việt Nam tuôn đổ hồng ân xuống cho quý cha hồn an sắc mạnh, để quý cha chu toàn sứ vụ mục tử của mình mà Chúa giao phó, để hướng dẫn đoàn trên chúng con mỗi ngày thánh thiện hơn. Sau thánh lễ, chúng con kính mời quý cha quý vị xuống hội trường tham dự buổi tiệc thân mật của giáo khu chúng con. Một lần nữa chúng con xin cảm tạ và tri ân. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Cha xin chúng ta ngồi một tí thôi, không có nhiều. Hồi nãy thì cha Gioan-kim nói là các cha cảm ơn, nhưng mà Đức Cha, Đức Tổng đó, và tất cả các cha gửi lời chân thành cảm ơn các cộng đoàn đã yêu thương nhớ tới cầu nguyện cho các cha trong dịp tĩnh tâm vừa rồi. Có một vài chuyện cần nói ngay, tức là bắt đầu vào mùa vọng, tức là thứ bảy tới này, chiều thứ bảy, rồi bắt đầu bước sang Chủ nhật thứ nhất mùa vọng đó, thì trong các thánh lễ, toàn thể trong tổng giáo phận chúng ta là nó có 3 cái giây phút im lặng trong thánh lễ. Nó có lâu đời rồi, nó nằm ở trong quy chế tổng quát của sách lễ Roma ở ngay đầu sách này.
tức là luật phụng vụ đã quy định rồi. Nhưng mà giáo dân chúng ta thì cũng có cái tâm lý là cứ sợ các cha làm lễ lâu quá, vội về còn cho con bú, còn chở con đi học, còn đi làm, cho nên không chịu giữ. Và bây giờ là Đức Giáo Hoàng bắt buộc phải giữ, bởi vì cái này gọi là thinh lặng thánh. Thinh lặng thánh là thành phần của thánh lễ. Cho nên nó có ba cái lúc mà phải im lặng này. Xin các ca đoàn nhé, sau này để ý này, đừng có vội đánh đờn, vội hát này. Sau cái lúc mà sám hối, kêu gọi sám hối đầu lễ đó, là mình phải im lặng một chút, để mà mình mới nhớ đến cái tội của mình, làm sao mà mình sám hối chứ. Kêu sám hối cái là ào 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 luôn thì đâu có nhớ được cái tội gì đâu mà sám hối. Cho nên nó có một cái lúc thinh lặng thánh ở ngay đầu thánh lễ. Rồi khi mà đọc lời Chúa giảng xong, các cha sẽ về ghế ngồi một tí, mình nghĩ một tí đến cái lời giảng, đến lời Chúa, để cho lời Chúa nó thấm vào trong lòng mình, xem là Chúa dạy cái đó mình có quyết tâm mình giữ, mình sống không. Cái giây phút thứ hai là thinh lặng thánh. Và giây phút thứ ba là sau khi mình rước lễ về, ào 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 cái là đọc lời nguyện, cái là ban phép lành, lễ xong chúc anh chị em về bình an, chưa kịp tâm tình với Chúa, chưa kịp cảm ơn Chúa gì hết. Cho nên sau khi rước lễ có một chút nữa gọi là ngồi im lặng, gọi là thinh lặng thánh. Cho nên cha xin các cao đoàn để ý cái này nhé, đừng có vội. Đấy, khi nào mà các cha đứng lên đã. Đấy, cho nên đó là cái này là bắt buộc tất cả mọi nhà thờ trong giáo phận của chúng ta từ nay trở đi. Và chúng ta hiểu như vậy, cho nên chúng ta cũng đừng có kêu ca bảo ông cha này ông già quá rồi, ông hết hơi rồi, ông ngồi ông nghỉ đã rồi mới ông mới đứng dậy ông làm lễ tiếp cái gì đó. À, cái đây là quy định của Đức Tổng chung cho giáo phận chúng ta, và cha có gắn cái quyết định đó ở trong phòng áo này, và có thể là vào mùa vọng trong các thanh lễ rồi các cha đem bản văn ở đây đọc cho chúng ta một tí cho chúng ta hiểu, ngắn thôi, đọc cho chúng ta hiểu. Ngày mùng 3 tháng Giêng tới là ngày phong chức giám mục phụ tá cho cha bề trên, cha giám đốc đó của Đại chủng viện Sài Gòn. À, chúng ta giáo phận sẽ có thêm đức cha phụ tá Du Xe Trác. Thế thì trong lễ, mặc dù chúng ta nghe tin rồi, nhưng mà trong lễ các cha chưa có đọc. Cha nào mà đọc sốt sắng mà vội vàng mà đọc thêm ngài lên đó là không có đúng đâu. Cầu nguyện bên ngoài thì cứ việc cầu nguyện, nhưng mà phải chờ công bố chính thức phong chức đã và nhận việc thì mới cầu nguyện cho ngài. Đấy, thì loan báo như vậy để cho chúng ta biết một chút thôi. Hai cái việc đó là im lặng trong thánh lễ và có ba lần, và cái việc chuẩn bị tâm hồn cầu nguyện cho đức cha phụ tá của giáo phận mình để phong chức ngày mùng 3 tháng Giêng tới. Đó, giờ xin cảm ơn. Xin thật. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Chiêm thân vang đầy nền trời, sáng mãi.